nay Linh cho Babi và Tảo uống sữa và ăn trái cây nhé bạn. Và mình pha sữa cho hai bé này. Và mình đổ nước sôi vào để vệ sinh bình. Rồi Linh cho sữa vào. Sữa này sữa cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi. Để mẹ lấy sữa cho con uống này. Tao uống nha, tao uống sữa này. Tao uống giống em Babi này, Babi uống giỏi này. Babi uống giỏi này nhà, Babi uống sữa giỏi em ơi nhà. Em Babi uống sữa giỏi này. Tao sữa uống sữa đi. Mẹ bóc cho em, mẹ bóc cho. Không không uống sữa thì cho con ăn trái cây nha. Đây. Ngon không con? Ngon không? Nữa, nữa nhá. Ngon không? Con đi uống ngon không con? Ngon nha. Em con uống ngon không? Con đi uống ngon không con? Táo ăn chuối này, táo rất thích chuối nha các bạn. Anh Táo uống còn uống luôn của anh Táo nha. Táo ăn trái cây, anh Táo thích ăn trái cây, anh Táo thích uống sữa nha. Thế con ăn không? Baby ăn, ăn trái cây nha, ăn chuối nha. Chân.
gì đâu móc miệng mẹ. Có ăn cái gì đâu móc miệng mẹ. Hả? Tạm dừng video tại đây, hẹn gặp các bạn video tiếp theo nhé.